Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại quý vị với phần 3 của chương trình ngày hôm nay. Trên đường dây tôi có một khán giả đang hỏi những câu hỏi rất là hay mà tôi nghĩ là có lợi ích chung cho tất cả mọi người. Nhưng bà lặp lại những câu hỏi của bà đi. Dạ, cái câu hỏi đầu tiên đó là tại sao mà tôi ngủ đó là hai cái tay mình nó cứ cứng. Khi mà tự nhiên mình dở lên không có được. Mà nó cứng, mà nó đau ở trong cái khuỷu tay. Nó không phải là nó đau ngoài, nhưng mà mình ngủ đó. Khi mình ngủ thì mình thức dậy thì là hai cái tay mình nó cứng. Mình có cảm tưởng như là cái máu không có lưu thông vậy đó. Chị cho biết là chị là làm về nail thì mình nghĩ là tại vì chị làm về nail đó thì có những cái động tác đó mà làm cho cái kiểu tay mình cứ động như vậy lâu ngày. Khi ban đêm chị ngủ đó thì thường thường những người mà bị cánh tay mà tê đó thì thường có nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Một phần là nhiều khi chị đè lên một trong những cái mạch máu thì máu nó không lưu thông, nó bị tê. Rồi nhiều khi chị đè vào cái dây thần kinh nằm ở cái cùi này, cái dây cùi chỏ, ulnar nerve đó, nó cũng có thể tê. Hoặc là khi chị nằm ngủ mà cái tay nó nằm vị trí này một thời gian đó, thì cũng nó đè vào một cái dây thần kinh median nerve đó, rất là đau, rất là tê. Thì thường thường 2-3 giờ sáng có nhiều người phải thức dậy đó vì cứng tay, tê tay, người ta phải rẩy cái tay như vậy. Thì nó đỡ tê hơn. Thì có lẽ là chị bị... mình không có khám cho mình không có biết rõ, nhưng mà khi mà đi khám thì hoặc là đi đo cái dây thần kinh đó thì có thể là chị bị carpal tunnel syndrome, là bị một cái dây thần kinh nó bị đè vào cái tay này. Thì chị có thể là mua một cái bao tay gọi là cái wrist splint, thì nó có một cái sắt nằm ở giữa để mà khi mà nằm ngủ đó mình không có cong cái tay như vậy. Thì chị đeo thử một thời gian coi nó có đỡ hay không. Rồi khi mà chị mà đi làm, cố gắng, nhất là những người mà dùng về keyboard và computer nhiều đó, thì khi mình đánh máy đó, thì mình cố gắng giữ cái kiểu tay của mình đó, nó nằm ở cái vị trí là neutral. Nó không có lên xuống như vậy, mà nằm ở vị trí neutral, nó nằm ở giữa. Với là khi mà chị có thời gian đó, thì chị mua một trái banh mềm mềm đó, stress ball đó, chị có thể là mình bóp những cái tay của mình bóp vào như vậy cỡ 10 giây rồi mình thả ra, rồi mình làm như vậy khoảng vài lần, rồi trong vài lần một ngày chị làm được thì nó sẽ đỡ đau tay hơn. Hoặc là chị có thể cong cái ngón tay như vậy cỡ 5 giây rồi chị thả ra, rồi làm như vậy thì nhiều lần thì nó đỡ hơn. Hoặc là chị có thể là mình gập cái cổ tay như vậy khoảng 15 giây, rồi chị thả ra, rồi chị làm nó lên như vậy cỡ 15 giây. Thì làm thay đổi hai tay thì cần chị làm cỡ 10 lần như vậy. Nhưng mà cỡ một ngày thì làm 3 lần, hoặc là có thời gian lúc nào rảnh thì chị làm, thì làm như vậy thì nó sẽ đỡ đau hơn. Rồi câu hỏi thứ hai của bà là câu hỏi gì? Bà nói bà đi ra phi trường hay là bà đi chợ làm sao? Thì nó làm sao? Dạ, cái câu hỏi đó là mình bây giờ mình mới có 54 tuổi thôi, mà thí dụ như bây giờ mình xếp một cái gì đó nó không có quá nặng, mà nó nói chung là nó cũng hơi nặng hơn bình thường, nhưng mà nó không có quá nặng đối với một người bình thường. Rồi thì tự nhiên mình nó đau lưng, bác sĩ nó đau ở đằng sau cái lưng của mình đó, cái chỗ mà cái lưng quần ở đằng sau. Thì có đôi khi mà nó thí dụ như nó nặng quá thì nó đau luôn xuống tới cái chân luôn, ở bên tay trái đó, thì nó đau từ ở trên cái mông mà đau tới cái chân luôn. Thì cũng phải tới cả 5-7 ngày sau đó thì nó mới hết. Thì cái đó là mình bắt đầu bị triệu chứng gì? Thì cái đó là tiếng Việt Nam là gọi là thần kinh tọa. Là tại vì cái cột sống của chị giữa những cái khớp xương đó thì có cái đĩa sụn. Thì cái đĩa sụn đó để mà khi mình đi nó đỡ dồi đó. Nhưng mà nhiều khi tại vì cái mình có nhiều người cái nguyên nhân khác nhau, có nhiều khi mình giữ cái tư thế không có đúng đó, thì hoặc là khi mình khiêng đồ nặng đó thì mình cố gắng thẳng cái lưng lên, mình để vào cái hai cái sức nặng vào trên hai cái gối chứ đừng có để vào trên cái lưng. Thì có nhiều cái nguyên nhân khác nhau thì cái địa đệm nó nhiều khi bị thoái hóa đó.
rồi nó sẽ đè nó phần ra rồi nó đè vào một trong những cái dây thần kinh đó, thì dây thần kinh đó nó làm cho mình nhức, mình đau đó, mình chạy xuống một trong hai cái chân. Thì đa số đó thì chị chi tập vật lý trị liệu thì phần đông là vật lý trị liệu thì nó sẽ rất đỡ, rồi bác sĩ có thể cho thuốc cho đỡ đau nhất, chứ phần đông không có cần phải là mổ xẻ gì hết. Chân nào mình nó bị nặng hoặc là mình bị yếu chân tay thì mình yếu tay yếu chân thì mình mới là mổ, còn thường thường là phần đông là không có cần phải làm gì, chỉ là vật lý trị liệu với là uống thuốc cho nó đỡ đau. Dạ, tôi đồng ý bác sĩ Tim Lai. Thì theo ý của tôi đó thì bà khiêng đồ đó có lẽ là bà lệch một bên, nặng một bên, cái cột sống mà nó không được thẳng. Cần nhất là mình làm cái gì cũng vậy, làm sao giữ cái cơ thể thật thẳng. Như tôi thấy rất nhiều bệnh nhân tôi khuyến cáo là phải ngồi, ngồi cho thẳng, đi đứng cũng thẳng, mà khiêng cũng vậy. Nếu mà khiêng nặng một bên á, như nhất là đi về Việt Nam vác vali nặng rồi cái nó khiêng một bên nhiều quá thì nó hay bị đau một bên. Thì cái dễ sụn như bác sĩ Tim Lai nói đó, thì có lẽ hy vọng trả lời bà rồi nha. Thì cẩn thận, cái này không có gì nguy hiểm hết á nha. Hồi nãy có một khán giả đường dây nhưng mà có lẽ là trả lời lâu quá thì khán giả xin gọi lại đi nha, tại vì nãy cứ thấy chớp và không thấy trả lời, chưa kịp trả lời, thì khuyên khán giả gọi lại số 714-893-3264. Trong khi chờ đợi khán giả gọi trở lại thì có một, tôi sẽ tiếp tục hỏi mấy câu hỏi trả lời trong trên email. Thì cái câu hỏi thứ hai là về bệnh nãy là nhức mình đầu. Sao phải nhức đầu ok khán giả này ha. Trên đường dây thì có một khán giả, xin giúp tuổi ở đâu và câu hỏi. Dạ. Bà cứ nói đi. Xin hỏi. Dạ, thưa bác sĩ, tôi sao cứ bị giọt nó bẻ quéo hai cái bàn chân, đau lắm, có khi thì bắp chân, có khi thì hai cái bàn tay, đau quéo vào lắm. Bà bị như vậy, bà bị mỗi ngày hay là lâu bà bị một lần? Ngày có khi bị cả chục lần á. Ồ vậy. Mỗi ngày á. Ngoài ra bác có bị tiểu đường hay là bị đau lưng vô cổ gì không? Mà đang trong tình trạng lọc máu chừng độ 2-3 ngày nay. Lọc máu bà thận nên là thận mà bị suy Là do tiểu đường gây ra phải không bà? Tôi không biết nhưng mà tôi bị vọt đẻ hoài. Mà bác có bị tê tay tê chân không? Có hay tê tay tê chân? Bây giờ một ngày nó còn nặng hơn suốt ngày, ngày đến cả chục lần vậy. Có khi nó quéo hai cái tay, khi nó quéo hai cái chân. Có tê tay tê chân không công bác? Bác có bị tê tay tê chân không? Tê nó không tê mà nó cứ quéo chặt ở bên, nó đau, nó quặn. Quặn chân, quặn ngón tay, ngón chân nó đau. Dạ, cái bọt bẻ thì nhiều khi cái dây thần kinh nó hư đó, nó cũng có thể làm cho mình bị bọt bẻ. Rồi có nhiều người bị nói chung có nhiều cái lý do khác nhau, có nhiều khi không có uống nước đầy đủ đó thì nhiều khi cũng bị vọt bẻ, hoặc là do những cái chất mà nhất là lọc thận, nó nhiều khi có những cái chất magnesium hoặc là mấy cái khoáng chất mà nó bị thấp đó, nhiều khi nó cũng có thể làm vọt bẻ. Có nhiều người nó bị đè vào cái dây thần kinh trên lưng đó, nó cũng có thể làm cho cái spasm cũng có thể bọt bẻ khác nhau. Thì bác sĩ có thể là thử những cái thuốc, thử những máu coi có bị có thiếu những cái chất đó hay không. Rồi nhiều khi cho bác cái magnesium oxide thì nó cũng đỡ, hoặc là những cái thuốc mà gabapentin, mấy cái thuốc mà cho thoái hóa thần kinh đó thì nó cũng đỡ một phần. Rồi nhiều khi phải uống nước rồi. Câu hỏi của bà rất là hay, rất là tốt nhưng mà rất là phức tạp, là tại vì bà bị tiểu đường. Tiểu đường có thể gây ra những cái thay đổi ở trong cái cơ thể của bà. Và thứ hai là lọc thận nữa. Lọc thận thì thường thường đó, như bác sĩ Tim Lai nói đó, hay mất những cái chất hay là có những dư những chất. Và chẳng hạn như là có nhiều người lọc thận một thời gian thì sẽ có rất là nhiều cái chất calcium trong người, có nhiều người rất là lại thiếu calcium, có nhiều người rất là dư mất ốc magnesium, có người thiếu magnesium, thì cái sự lọc thận đó, trong khi lọc nó sẽ thành ra, tôi nghĩ là cái trường hợp bị dọc bẻ như vậy đó, bà phải nói chuyện với cái cả hai bác sĩ gia đình của bà cũng như bác sĩ chuyên môn lọc thận. Thì bà nhớ mỗi lần bà đi lọc thận người ta có thử máu, và đồng thời mà lọc thận ta cho những uống thuốc bổ để mà bù đắp những cái chất mà chất muối mà bị mất đi hoặc là dư đi. Thành ra cái chuyện của bà đó, nếu mà bị thường xuyên như vậy đó, hai người bà phải nói, số 1 là phải nói bác sĩ chuyên môn về thận của bà, và số 2 là một người bác sĩ gia đình của bà phải thử máu. Cái này muốn trả lời bà chính xác á thì phải thử máu. Chứ còn tại vì lọc thận thì tất cả những cái biến dưỡng trong cơ thể cũng như là cái chất muối cho người bà nó thay đổi rất là nhiều, rất là khó biết nó là từ đâu ra. Thưa bác sĩ, em cũng mới đi thử lọc máu có 2 lần Ồ vậy hả? Bà mới đi học có 2 lần thôi phải không? Dạ.
Ok. Nhưng mà cái chứng giọt bẻ nó bị lâu lắm rồi. Đúng rồi, thì tại vì bà nhớ như tôi nói hồi nãy đó, cái giọt bẻ đó nhiều khi từ cái bệnh tiểu đường mà có thể là gây bà giọt bẻ nữa. Thành ra uống nước cho nhiều đầy đủ là rất là quan trọng. Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ là từ trước giờ các bác sĩ gia đình của bà có cho bà uống thuốc gì không? Ví dụ những cái thuốc mà để chống giọt bẻ đấy, bác sĩ Tiêm Lai nghĩ sao? Thì công bác không thấy ông cho, không cho uống thuốc gì cả. Nhưng mà thưa bác sĩ là em bác sĩ để bảo em không được uống thuốc nước nhiều, tại vì cái thận nó suy yếu, không uống thuốc nước nhiều. Bây giờ thế này thì chúng tôi tiếp tục trả lời bà, nhưng mà phần 3 đến đây xin tạm gián đoạn dành phần quảng cáo những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Mình trở lại phần 4.